ngưỡng mong noi gương bậc hạnh đức vô biên. Dù phiền não chúng sanh có vơi tận, thế nhưng người hạnh nguyện lớn chưa tan. Một là tôn kính chư Phật, hai là xưng tán chuyện pháp luân, thứ bảy thính Phật chủ thế, tám là thọ giáo pháp hương, chín là hằng thuận vô số chúng sanh, và nguyện thứ mười rộng hồi hướng khắp muôn ngàn nơi. Hạnh đức vô biên, dù phiền não chúng sanh có vơi tận, thế nhưng người hạnh nguyện lớn chưa tan. Tôi tới thăm một số các trường hạ ở thành phố, trong
đó có chùa Hạ, chùa Long Quang của chúng ta. Sở dĩ tôi chọn cái trường Hạ ở chùa Long Quang thì đây hòa thượng chính đại diện cũng như là chú Tôn Đức biết, và tôi có cái nhân duyên với cái chùa này rất là nặng. Từ cái thời mà tôi còn là học tăng ở trường Nam Việt thì tôi thường lui tới cái chùa này. Nói rõ ra đó là từ cái thập niên mà 50-60 tôi đã từng tới cái ngôi chùa này, từng sống ở cái ngôi chùa này, là cái nơi mà thôn quê hẻo lắm. Gần như là từ ở cầu Tân Thuận mà đi về tới đây là hai bên chỉ có ruộng và dừa nước. Xuống tới đây thì chúng ta mới có được cái ngôi chùa ở trong cái cánh đồng này. Nhưng mà cái ngôi chùa ở trong một cái cánh đồng vắng vẻ như thế này thì nó lại thuận lợi cho cái vấn đề tu hành. Nếu ai mà quyết chí tu hành thì thường thích cái cảnh vắng, thì nơi đó chúng ta dễ tiếp cận với thiên nhiên, với trời đất, và tâm chúng ta dễ an tĩnh hơn. Đó là cái kinh nghiệm của tôi, cho nên cái ngôi chùa này nó vẫn tồn tại trong lòng tôi. Dù tôi đi nhiều nơi thì khi mà nhớ tới chùa Long Hoa thì tôi cũng nghĩ tới những cái năm gần đây tôi tới thăm, nhưng mà mỗi năm thì tôi thấy nó có cái sự phát triển tốt đẹp từ cơ sở vật chất cho đến cái sự tu hành của chư tăng. Cái đặc điểm của chùa Long Hoa chúng ta đây, tôi thấy có một điều mà đáng khích lệ và đáng biểu dương nhất mà có thể nói một cái trường hạ mà tập hợp được chư tăng ở mọi miền đất nước này. Đây chứng tỏ rằng hòa thượng chánh đại diện và thượng vị chủ có một cái tâm hồn bao dung, không phân biệt cũng như không kỳ thị. Đó là một cái điển hình đáng biểu dương nhất ở trong nhà Phật. Thì chúng ta thường nói dù sanh ở những nơi khác nhau nhưng mà bước vào cửa Phật thì coi như là đồng huynh đệ, dù là con của Đức Phật, không phân biệt màu da, không phân biệt giai cấp, cũng không phân biệt chủng tộc. Đó là gạch đường của Đức Phật chúng ta. Nhưng mà trên thực tế, những người tu hành chưa đắc đạo thì cái tâm phân biệt nó vẫn còn. Cho nên tôi đi tới các cái trường hạ, thì cái trường hạ này là của miền Bắc, thì đa số là chư tăng miền Bắc. Cái trường hạ này là người Trung thì đa số là người Trung. Thậm chí nhiều khi chúng ta còn chia ra người Trung, mà chùa này là của Quế, chùa này là của Bình Định, chùa này là của Quảng Nam, chùa này của Quảng Ngãi, thế này vẫn còn có những cái phân biệt như thế. Nhưng mà riêng về cái ngôi chùa Long Hoa chúng ta đây thì gần như là hội nhập hết mọi miền của đất nước. Thì cái cơ hội tốt mà chúng ta gặp gỡ với nhau ở trong cái trường hạ này thì đó là những cơ hội để chúng ta học hỏi lẫn nhau về cái kinh nghiệm tu hành của mọi miền đất nước. Để sau khi ra hạ thì quý vị có một cái nhân duyên mà hoằng đạo ở một cung nào đó, ít nhất nơi đó chúng ta có những người bạn, cũng có những người bạn, những người mà đồng tu, và ít nhất nơi đó chúng ta có thể hiểu được phong tục tập quán và cái vấn đề tu hành của địa phương đó. Thì như vậy đấy, chúng ta đỡ phải có một cái khó khăn bước đầu là vì không hiểu. Kinh nghiệm bản thân tôi làm hoằng pháp trong suốt hơn 20 năm qua, đi ở mọi miền mà thành công được phần lớn tôi nhờ có nhiều bạn. Nhiều bạn này nhé, và Phật đường Nam Việt ngày xưa và về sau này nhé, là ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cho nên sinh hoạt trong giáo hội Phật giáo
Việt Nam thống nhất sinh hoạt ở một học đường Nam Việt. Do đó mà tôi có những người bạn làm cho tôi hiểu rõ được cái phong tục tập quán ngoài nơi. Từ đó, với cái hoàn cảnh chúng tôi rất là thuận lợi. Thì với cái kinh nghiệm này, tôi muốn chia sẻ cho chư Tăng chúng ta. Sau khi mà an cư rồi, thì trở về bổn độ của mình, ít nhất còn lưu lại ở trong lòng những người bạn tốt, đồng hành, đồng sự ở trên cái bước đường hoằng quá đổ sạch. Đó là cái điều mà tôi thấy cao quý nhất ở trong trường hợp này. Mong người chư tổ chức cố gắng phát triển về cái ưu thế này và học hỏi lẫn nhau ở trong cái mùa an cư cấm túc năm nay. Sau đây chúng tôi có thêm một vài cái suy nghĩ nữa cũng nhằm trao đổi với cái công đức ở đây. Cái trường hạ này của chúng ta dù là tăng ni ở mọi miền đất nước, nhưng mà tôi nhìn thấy nó có cái đặc biệt là chỉ có tăng ni của hệ phái Bắc Tông. Hệ phái Bắc Tông mà chủ yếu là chúng ta tu về đại thừa. Nói tới Bắc Tông là nói tới đại thừa. Các cái trường hạ khác thì tôi thấy có những cái trường hạ là do tăng sĩ Nam Tông, có những trường hạ là của thạc sĩ, có những trường hạ thì hỗn hợp cả Nam Tông, Bắc Tông và thạc sĩ. Riêng về cái trường hạ chúng ta đây nhé, tôi nhìn thấy chỉ có một màu, màu đó là màu đại thừa, màu đó là màu Bắc Tông. Cho nên tôi vô cùng quan niệm. Bởi vì trên thực tế thì tôi cũng chuyên nghiên cứu về đại thừa và chủ yếu là sinh hoạt trong Bắc Tông. Vì vậy mà tôi muốn trao đổi với quý vị về cái ý nghĩa đại thừa trong đạo Phật. Để chúng ta có thêm kinh nghiệm về Bồ Tát Đạo, tức là làm lợi ích cho chúng vô cùng. Thì như vậy đó, Phật giáo Việt Nam chúng ta nó có Nam Tông, có Bắc Tông, và kể cả ngày nay chúng ta có cái hệ phái Khất Sĩ. Thì bây giờ đó, trong cái hệ phái Khất Sĩ đó, thì chúng ta nghĩ sao? À, có người thì nói là Khất Sĩ là kết hợp được cái Nam Tông và Bắc Tông trở lại thành ra cái Khất Sĩ. Tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Tại vì nếu mà tổng hợp được cái Nam Tông và Bắc Tông lại đó, thì nó trở thành cái gì mà chắc chắn đó là cao quý đó. Nếu mà chúng ta tổng hợp lại được hai cái hệ thống truyền thống này. Còn nếu mà chúng ta chỉ nghĩ bên Bắc Tông là ăn chay, bên Nam Tông thì ăn ngọ, thì bây giờ người khất sĩ đó chỉ ăn ngọ và ăn chay, thì như vậy là tổng hợp cả Nam và Bắc. Thì cái này tôi mới nói là tổng hợp và những bữa ăn thôi. Và nên như vậy đó, và tổng hợp cái bữa ăn của Nam Tông và cái bữa ăn của Bắc Tông để trở thành ra cái bữa ăn của khất sĩ thì cái đó đúng hơn. Còn tổng hợp giáo lý Nam Tông, tổng hợp giáo lý Bắc Tông để trở thành cái gì mà bao dung tất cả thì cái điều này là điều khác. Nên ngày xưa thì chúng ta có một cái là chọn cái bộ kinh Quan Nghiêm hay là bộ kinh Pháp Hoa, hay gọi đó là viên thừa. Viên thừa hay là viên giáo, bảo rằng cái bộ kinh này nó bao dung được, nó bao dung được tiểu thừa, đại thừa, nó bao dung được Nam Tông và Bắc Tông. Đây là bộ kinh lớn, bao dung được tất cả tăng lẫn tục, chân đế và tục đế đều bao dung được. Thì cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn nói với quý vị hôm nay là ý nghĩa bao dung đó, nên bao dung, bao hàm. Cho nên cái người đại thừa chúng ta thường mở rộng cái tầm nhìn chúng ta và mở rộng cái tấm lòng chúng ta, để tấm lòng chúng ta có thể bao dung được, có thể bao dung được rồi nó mở rộng cái tầm nhìn của chúng ta để chúng ta có một cái trí tuệ mà nhìn thấu suốt tất cả các loại.
Đó là cái tinh thần đại thừa. Bây giờ nữa, mở rộng cái tầm nhìn để mà thấu suốt pháp giới đó, thì đây là bộ kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh Hoa Nghiêm đó là chủ trong cái vấn đề đi vào pháp giới. Mà ai là đi vào đây? Đầu tiên Đức Phật chúng ta là cái người mà đi vào được pháp giới. Đi vào này bằng cách nào? Chắc chắn là chúng ta vào pháp giới là không đi vào bằng chân rồi. Mà đi vào pháp giới này đây có nghĩa là đi vào bằng cái tầm nhìn của chúng ta. Đây là cái điều quan trọng. Tức là cái tầm nhìn về pháp giới, cái hiểu về pháp giới. Đây là cái chính mà chúng ta có suy nghĩ. Chứ không phải là nhập pháp giới là chúng ta đi mà chúng ta nghĩ theo cái kiểu đi vào bằng chân không có. Tức là đi vào bằng cái tầm nhìn của chúng ta. Thì đi vào bằng tầm nhìn đấy là cái gì? Là Đức Phật cho chúng ta bắt đầu quan sát từng con người đấy. Tại vì sao? Vì ta là con người, cho nên cái khởi điểm của chúng ta là từ con người. Nên từ con người này mới nhìn ngược về phía trước. Nên nhìn về phía trước ta để chúng ta thấy cái gì? Tức là con người chúng ta mà từ đâu diễn ra là người. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên từ cái gì mà sanh ra loài người, rồi đến từ loài người chúng ta đây nhé, nhìn tới nữa thì nó sẽ đi về đâu. Đây là cái khởi mà của Đức Phật chúng ta nhìn đi vào pháp giới và đi bằng cái tầm nhìn này. Thì bây giờ đó, khởi xuất từ con người thì đầu tiên Đức Phật mới nhìn thấy bảo là con người chúng ta đây nhé, tổ hợp vật chất ta gọi nó là ngũ uẩn. Cái tổ hợp vật chất đây gọi là ngũ uẩn. Cái con người chúng ta, Đức Phật không nói là con người mà Đức Phật gọi là ngũ uẩn. Cái ngũ uẩn này đó là gồm cả hai phần vật chất và tinh thần. Cái này suy nghĩ. Cho nên Đức Phật chúng ta suy nghĩ kỹ về cái vấn đề này. Cho nên nói là con người chúng ta thì gồm có năm việc hợp thành nó gọi là ngũ uẩn. Vì sắc thọ tưởng hành và thức, nên sắc đó là thuộc vật chất, nhưng mà thọ tưởng hành thức là nó thuộc về tâm. Khi con người đó tức là hợp lại sắc và tâm để thành con người. Đức Phật bắt đầu quan sát con người chúng ta là thấy cái phần sắc ở bên ngoài và cái phần tâm ở bên trong. Thì như vậy đó, cái phần sắc đó, thì sao? Tất cả đều giống nhau hết. Cái phần vật chất đó, thì tất cả mọi người chúng ta đây đó, ai cũng giống nhau hết. Đó là sắc, vật chất. Nhưng mà về cái mặt tâm ở bên trong này đó, thì thấy hoàn toàn khác. Cho nên thọ, tưởng, hành và thức, bốn phần này đó, là hoàn toàn khác nhau. Cho nên từ bốn cái phần khác nhau này đó, mà nó tạo thành cái cuộc sống đó, ở trên đời này hoàn toàn khác. Về vật chất thì giống nhau, nhưng mà về tinh thần này nó khác nhau, cho nên nó mới tạo ra một cái thế giới mà gọi đó thập giới, tức là từ địa ngục mà lên tới Phật giới. Cái thế giới mà đây gồm cả tứ thánh và lục thần. Ngài Đức Phật chúng ta đã quan sát về thế giới tâm rồi. Thì bây giờ đó, cái thế giới mà gồm cả tứ thánh và lục thần này, đây ta gọi nó là pháp giới. Cái pháp giới này đó là cái thế giới của tâm, cho nên kinh Hoa Nghiêm là chủ yếu ta gọi là duy tâm. Cho nên kinh Hoa Nghiêm là thuộc là duy tâm, tức là chủ trương tâm sanh ra, tâm sanh ra pháp. Cho nên từ tâm sanh ra pháp. Cho nên vật chất thì thấy là một rồi, nhưng mà các loài chúng sanh ấy, thì nó sai biệt. Các loài chúng sanh ấy, thì không có loài nào giống loài nào hết, thì không giống là từ đâu, do tâm sanh. Cho nên từ cái chỗ này người ta mới nói là tướng tùy tâm sanh. Tướng tùy tâm sanh, tâm như thế nào thì hiện ra tướng như thế đó. Tâm là người thì hiện ra là người, tâm là vật thì hiện ra là vật. Cho nên tất cả đều do tâm sanh.
Đây là cái chủ yếu của Kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật phát triển ra. Thì như vậy đó, nó sai khác nhau nên nó sai khác về tâm. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm đó là chủ trương duy tâm. Duy tâm cho nó tu thì Đức Phật tu hành trên cái tâm mình. Cho nên người tu theo Đại Thừa là tu ở trên cái tâm, chứ không phải là tu ở trên Phật. Đa số chúng ta sai lầm là vì chấp hình thức, cho nên chúng ta tu trên vật và chúng ta quên chủ yếu đó là tâm. Cho nên vật là phương tiện. Phương tiện để làm gì? Để điều chỉnh cái tâm của chúng ta. Bây giờ khi mà chúng ta tu hành đấy, thiền đường là phương tiện, chánh điện cũng là phương tiện. Cho nên thiền đường, chánh điện, tăng xá, tất cả những cái này là cái phương tiện. Cái phương tiện để gì? Để chúng ta đem cái tâm chúng ta đặt vào đây, để chúng ta nuôi lớn cái tâm Phật của chúng ta. Đó là chính. Thì như vậy đó, Đức Phật mới nhìn thấy rõ chúng sanh. Thấy rõ chúng sanh này đó, có nghĩa là thấy rõ chúng sanh tâm và chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não. Thì bây giờ chúng ta tu hành đây, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn thấy, thấy cái tâm của chúng sanh và thấy được cái nghiệp của chúng sanh và thấy được cái phiền não của chúng sanh. Cho nên tâm, nghiệp và phiền não, ba cái này là ba cái việc mà người tu chúng ta cần phải quan sát. Cái việc làm bên ngoài tôi nói là phương tiện, còn cái chính là cái tâm ta bên trong. Cho nên dùng cái tâm chúng ta đó mà quan sát hết tất cả cái tâm của hữu tình chúng sanh, của tất cả các loài chúng ta. Thì từ cái chỗ đó, những người mà tu theo Kinh Hoa Nghiêm này là nhìn chúng sanh chủ yếu là nhìn chúng sanh tâm. Thấy chúng sanh là thấy chúng sanh nghiệp và thấy chúng sanh phiền não, chứ không phải là thấy vật chất. Hay nói cách khác đi, thì chúng ta thấy vật chất để mà chúng ta hiểu được cái tâm của chúng sanh. Cái điểm này là điểm gì? Rồi đó, thấy được vật chất, hiểu được tâm của chúng sanh, từ cái chỗ tâm chúng sanh này đó mà hiểu qua cái tâm của hành giả, tức là cái tâm của chúng ta tu trên cái bước đường tu, để khỏi rơi vào trong cái chủ quan. Mà rớt vào chủ quan thì trường hợp này đó phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng trong bước đường tu. Thì bây giờ đó, nhìn thấy cái tâm của chúng sanh, lấy cái tâm của chúng ta mà thấy được tâm của chúng sanh, thì lúc bây giờ đó, cái tâm của tất cả chúng sanh đó nó trở thành ra một cái tấm gương lớn và phản ảnh cái tâm của chúng ta. Thế trên cái bước đường tu hành đó, thực sự là tại vì cái tâm của chúng sanh nó luôn phản ảnh lại tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta nó in lên tâm của chúng sanh, và tâm của chúng sanh nó ngược lại in lên trên tâm của chúng ta. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên khi chúng ta nhận thấy được cái tâm của mình rồi đó, thì lúc bây giờ nó trọi vào trong pháp giới, tất cả tâm của chúng sanh nó đều in lên tâm của chúng ta hết. Cho nên chúng ta biết được tất chúng sanh. Rồi đến khi mà chúng ta biết được chúng sanh như vậy thì sao? Ta coi thử cái chúng sanh đó, ta đối xử với chúng ta như thế nào mà chúng ta biết được không được. Cho nên tất cả chúng sanh coi chúng ta là Phật, ta là Phật, coi chúng ta là Bồ Tát thì ta là Bồ Tát, coi chúng ta là Thanh Văn thì ta là Thanh Văn, nhưng mà coi chúng ta là ác ma thì lúc bây giờ ta biết mình là ác ma. Nên trên cái bước đường tu đó, lấy cái tâm của chúng sanh mà soi rọi con người Phật của chúng ta, tức là tâm. Nên trên cái bước đường tu, cái điểm này vô cùng quan trọng. Nên trong mùa an cư đấy, chúng ta nên suy nghĩ. Nên nhiều khi ta rơi vào trong cái chủ quan. Rồi bây giờ đến tất cả chúng sanh đó, nó nhìn về chúng ta không tốt. Phải khi nào ai nói tốt người ta đó, thì ta hài lòng. Nhưng mà ai nói xấu, có nơi nào làm cho mình khó chịu không? Có nơi nào làm cho mình sai lầm? Cho nên tất cả những cái buồn phiền, những cái khó chịu, thậm chí những cái sai lầm, cái này thì tâm chúng sanh mất. Còn tâm Phật thì sao? Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa đó, dầu trời người cung kính cúng dường, tâm của Phật cũng không thay đổi. Dầu ác ma tới quấy nhiễu, tâm của Đức Phật cũng như bất động. Đây là cái điều quan trọng.
Cho nên trên cái bước đường tu hành để chúng ta nguyện cho được cái tâm này. Giữa cái sự cung kính cúng dường cho đến những cái kinh phi chửi mắng hai cái này chúng ta bất động động hay là bất tâm. Trên cái bước đường tu chúng ta niệm lại để chứ tại sao vậy? Vì trong cái lúc mà chúng ta còn cái nghiệp, còn cái nghiệp cho nên chúng sanh có nghiệp, thì cái nghiệp của chúng sanh với cái nghiệp của ta, hai cái nghiệp này thường thường đụng nhau, bất kính nhau là chỗ này. Tại vì nghiệp có nghiệp luôn luôn đụng nhau. Tôi nói như thế này để cái này dễ hiểu. Tất cả mọi cái tranh chấp trong cuộc đời này, chúng ta nghiệm xem sửa có phải không? Cái sự thật trong cuộc sống. Cho nên đây ta gọi là nghiệp có nghiệp. Nghiệp với nghiệp, nghiệp sanh ra nghiệp. Tại vì nếu mà cái mảnh đất này cái mảnh đất này mà ta thấy rồi, ta muốn sử dụng cái này, thì cái người kia họ cũng muốn sử dụng cái này. Hai cái người này cùng muốn sử dụng hết, hai người này cùng muốn chiếm hữu hết, thì vấn đề gì xảy ra? Cái vấn đề tranh chấp xảy ra. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, đời có tranh chấp với ta, nhưng mà ta không tranh chấp với đời. Đây là cái điều lạ trên bước đường. Tức là ta không tranh chấp với đời, đời có tranh chấp với ta thì tranh, nhưng mà ta không tranh chấp với đời. Thì không tranh thì thế nào? Bằng cách bỏ đi. Nhưng mà bây giờ trên đời này mấy ai bỏ được? Anh em mấy ai bỏ được quyền lợi vật chất? Anh em mấy ai bỏ được địa vị danh vọng, thành ra địa vị danh vọng và tiền tài, ba cái này là ba cái điều mà luôn luôn gắn chặt con người, cho nên kẹt vào chỗ này là tham, lòng tham con người nằm. Thì như vậy lòng tham hay là nghiệp tham này đụng với nhau, do đó mà có những cái tranh chấp ở trên thế giới này, trên thế gian này, từ cái tranh chấp nhỏ cho đến tranh chấp lớn. Khi nào mà mấy thầy tu được có cái ý niệm đó, mà chúng ta không tranh chấp nữa, tức là bỏ đi, thì cái trường hợp này coi như là không có việc gì xảy ra. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Tăng Đạo Phật của chúng ta là cái người làm được cái việc này. Cho nên Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật đã chứng ngộ cái này và làm được cái việc này rồi. Thì tại sao vậy? Ở đây ai cũng biết, khi Đức Phật thành đạo xong rồi, khi Đức Phật thành đạo ở Ma Kiệt Đà, mà khi thành đạo ở cái nước Ma Kiệt Đà này là cái nước mà của vua Tần Bà Sa La. Cho nên Đức Phật khi thành đạo thì vua Tần Bà Sa La là cái người đầu tiên kính ngưỡng Đức Phật, thỉnh về vương xá thành và đem dâng cái trúc lâm, tức là cái thượng nguyện của mình cho Đức Phật. Mấy thầy thấy cái này rất là rõ. Sự thật lịch sử là như thế. Nhưng mà Đức Phật chúng ta đó có vui mừng khi được Tần Bà Sa La tôn trọng, có vui mừng khi mà Tần Bà Sa La dâng cúng trúc lâm, tâm như bất động? Đây là cái điều vậy. Cho nên được cung kính mà tâm ngài không động, do đó vua càng kính trọng thêm, đem dân cúng trúc lâm, tâm ngài không động, cho nên vua còn muốn tìm cách để sẽ cúng dường thêm nữa thay cho những người. Cái thực chất là được. Cho nên ý thức trong đạo Phật chúng ta bỏ tất cả rồi, được tất cả rồi. Tại vì tâm Đức Phật không dao động, tiền tài không làm cho dao động, quyền thế không làm cho dao động, không dao động. Chính cái chỗ đó là cái biểu tượng mà cho trời người cung kính mình. Đây là cái việc quan trọng. Còn nếu mà được người ta đem dâng cúng cái gì đó, chúng ta cảm thấy sáng mắt ra, cảm thấy sung sướng, cảm thấy mãn nguyện, cái này chúng ta biết chúng ta bị đọa. Chúng ta sẽ bị đọa ngay chỗ này. Cho nên
cái tốt tới với chúng ta thì chúng ta nghĩ tới cái xấu sao thì cũng tới. Cái khen ấy, thì nó sẽ đi theo cái chê thôi. Cuộc đời là như thế. Cho nên chỗ này thì chúng ta để ngoài. Chúng ta để ngoài cái cuộc sống tu hành. Đó là trên cái bước đường tu. Nên ai mà dám đem ba cái này đặt ngoài cuộc sống mình ấy, thì cái người đó có thể đi lần vào cửa đạo. Còn ai mà gắn chặt với ba cái việc mà tôi nói đến tiền tài danh vọng địa vị ấy, thì cái trường hợp này ấy, là không thể đi vào cửa đạo. Mà không thể thấy Phật, không thể theo Phật được. Tại vì Đức Phật ta là người làm như thế. Cho nên được cung kính thì Ngài cũng thấy bình thường. Mà được dân cúng thì Ngài cũng thấy bình thường. Ngài rất là bình thường. Thì trong lúc đó, Đức Phật chúng ta bình thường như vậy. Bên cạnh Đức Phật. Tại vì cái khi mà Tần Bà Sa La mời Đức Phật tới hoàng cung, thì trong lúc ở trong hoàng cung này sẵn có một cái ông quốc sư ở đây rồi. Cái ông quốc sư đó là ai? Tức là Ưu Lầu Tần La Ca Diếp. Cái Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là một cái ông đạo sĩ mà đã giúp cho Tần Bà Sa La dựng nghiệp đế. Cái ông này nhé, là theo cái đạo Bà La Môn là thật rắn. Rắn là chủ yếu là các hộ mang. Cho nên cái ông này luyện chú mà tất cả các loài đất hô mang đã tập trung về ở tu viện. Thì bây giờ đó, báo rằng có người nào đó mà có cái ý hại lại Tần Bà Sa La, phản Tần Bà Sa La đó, thì quốc sư, ta nói quốc sư đó, niệm chú như cái đó thì những cái con rắn này nó tìm tới nó thành tán được. Cho nên vì giúp vua được như vậy, do đó mà vua không cho ngài làm quốc sư. Các quốc sư thời xưa thường tức là giúp được vua, giúp được cho vua, cho nên vua mới kính trọng quốc phong, phong làm quốc sư. Anh là vua phong ông này làm quốc sư mà đồng thời nó bỏ tiền của là xây cho ngài cái tu viện. Tu viện mà cái lúc đó gồm có cả 500 tu sĩ ở đó, thì cái trường hợp đó tu viện nó chắc chắn lớn hơn chùa Long Hoa rất là nhiều. 500 tu sĩ ở trong cái tu viện này, đứng đầu là quốc sư. Thì như vậy đó, cái ông quốc sư này đó, không thấy mình có công lao đối với triều đình bao nhiêu, mà bây giờ đó, lại là Bình Sa Vương đó, là xem mình nhẹ hơn Sa Môn Bồ Đà. Lúc đó thì ông này không coi Đức Phật là Phật mà cứ coi đó là Sa Môn. Tại sao là Sa Môn? Tại vì Đức Phật không có tài sản. Nên Sa Môn là cái người mà lang thang, cái người đi xin ăn, cái người không có nhớ nhóm tài sản, không quyền lợi, không danh vọng, không địa vị gì hết, tức là xả tất cả gọi là Sa Môn. Bây giờ mình lại bị coi nhẹ hơn là một cái người mà vô gia cư, vô nghề nghiệp, không làm cái gì trên đời này, mà người này trở thành số 1, còn mình là thuộc số 2, tức chết chưa phải không? Cái thầy nghiệm xem. Bây giờ nếu có một cái thầy nào mà có công lao nhất đối với chùa Long Hoa này, rồi bây giờ có một cái thầy khác mới tới đây không làm cái gì hết, nhưng mà người này trở thành ra được quý trọng hơn mình. Nếu không tức thì làm Phật, còn nếu mà tức thì làm ma. Cho nên làm ác ma, làm ngoại đạo, làm phù thủy. Cho nên Ưu Lầu Tần La Ca Diếp là cái ông phù thủy. Tại vì cái ông này là nuôi rắn. Cho nên nuôi rắn, cho nên rắn là thường thường ta biểu là độc, độc xà. Cho nên từ cái độc này nữa mà nó lần hồi đó, biến cái tâm của ta tới thành khác rồi. Nên trên cái bước đường tu hành này thì điểm nền điểm quan. Tại vì nuôi cái độc này đó là lần tâm chúng ta độc theo rồi. Cho nên thấy như vậy thì nhận thức. Khi mà thấy được vua kính trọng Đức Phật đó, thì Ưu Lầu Tần La Ca Diếp lại tức.
Rồi nữa, tại là nghe vua nói là dâng cái thượng nguyện cho Đức Phật để làm cái thần thuyết pháp. Thì cái ông này, ông vua này, ông nghĩ cái đúng. Bây giờ ông quốc sư thì có một tu viện lớn mà có tới 500 đạo sĩ ở đây rồi. Còn Đức Phật đó, là một cái người mà Ngài rất là kính trọng, mà Ngài rất tâm đắc nhiều điều ở Đức Phật. Mà Đức Phật thì không có cái chỗ nào hết. Thành ra bây giờ Ngài mới nghĩ tìm một chỗ nào mà dân cho Đức Phật để nó xứng đáng. Cho nên Ngài nghĩ hết tất cả những cái địa điểm ở trong thành phố, không có cái chỗ nào mà thích hợp để dân cho Đức Phật. Cho nên nó chỉ còn có cái thượng nguyện tới Trúc Lâm. Ở đây con số mấy thầy đi qua Trúc Lâm rồi nè. Trúc Lâm đó là cái vườn trúc, mà cái cảnh trí chỗ này rất là đẹp. Nên khi đi tới đây, tôi có ngồi dưới gốc trúc nửa giờ để tôi có cái đồ cảm, cái đồ cảm về Đức Phật và Thánh Chúa khi xưa. Tôi nhận thấy rõ cái chỗ này. Cho nên Đức Phật ở Trúc Lâm đó là các Đức Phật quá khứ cũng đã từng ra đời thuyết pháp ở đây. Cho nên Đức Phật chúng ta cũng tới chỗ này để thuyết pháp. Vì vậy đó mà cái người tới cái chỗ Trúc Lâm này đó, tự nhiên cái tâm chúng ta nó an tịnh rất dễ dàng. Cái chỗ này đó là giữa ta với chư Phật quá khứ có cái phong đồng đó. Nếu mà mấy thầy đó có đi tới những cái thánh địa thì mấy thầy sẽ nhận. Rồi khi mà đi tới Bồ Đề Đạo Tràng đó, lúc Hòa Thượng Thiền Sư còn sống, đi tới Bồ Đề Đạo Tràng đó, Hòa Thượng Thiền Sư phát tự nhiên mà nước mắt rơi từng giọt từng giọt. Tức là có cái đồ cảm về Đức Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó, Bồ Đề Đạo Tràng cũng thế, các Đức Phật quá khứ cũng thành đạo cho mình. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ thành đạo của chư Phật. Cho nên chúng ta tới đó, tâm chúng ta tự nhiên có một cái cảm giác gần tới Đức Phật. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ đồng tâm. Tất cả những người tu sĩ đi tới Trúc Lâm hay là đi tới Bồ Đề Đạo Tràng thì lúc bây giờ chúng ta có một cái chấn động ở trong trong tâm hồn chúng ta lớn. Đây là cái sự. Cho nên bây giờ Tần Bà Sa La đem dâng cái Trúc Lâm cho Đức Phật. Tại vì Ngài nghĩ cái Trúc Lâm này là cái cảnh u tịch như vậy, thích hợp với cái đời sống tu hành của Đức Phật. Cho nên dâng cho Đức Phật để cho các vị Sa Môn ở đây tu và vua cũng tới đây cũng dùng. Thì như vậy đó, Tần Bà Sa La tức cực thêm lên nữa. Ngài dẫn thêm nữa. Nên là Tần Bà Sa La mới nghĩ ước mơ, ước mơ mà cũng chưa dám nữa. Cái công lao của Ngài giúp cho Bình Sa Vương như vậy đó, cái ước mơ được vào ở trong cái vườn thượng nguyện này đó, mà ước mơ cũng chưa có. Ở đây vườn ngựa của vua mà sao mà ước mơ vô đó. Nhưng bây giờ đó, ông vua này đem giao cho Đức Phật đi, đem cúng cho Đức Phật thì tức chết rồi. Anh ông đi về nhà, ông buồn bã, ông bỏ ăn, bỏ ngủ. Đây là trên bước đường tu để mấy thầy nghĩ như vậy. Cho nên khi mà chúng ta tu rồi chúng ta buồn bã, chúng ta bỏ ăn, bỏ ngủ đó, thì biết chúng ta tu sai và lạ rồi. Trên cuộc đời không có buồn. Cái người tu là không bao giờ buồn, nghịch hay là thuận cũng không buồn. Tại vì đem cái thân chúng ta đặt ra ngoài Phật. Đặt ra ngoài Phật, cái quyền lợi vật chất này không chính của chúng ta, ta coi nó đó làm cho tâm chúng ta dễ ô nhiễm. Nhưng mà buồn phiền đau khổ bỏ ăn bỏ ngủ như tu lầu thường la ca diếp đó thì như vậy đó. Coi như là đọa rồi. Tất cả những người đệ tử của tu lầu thường la ca diếp này đã thấy thầy mình đau khổ quá thì bây giờ cũng khổ theo. Nên là có những người nghĩ thôi bây giờ nếu mà thầy cho phép cho con thả rắn ra cắn cùng đàn chết rồi. Nhưng chuyện mình đâu trực tiếp giết, nhưng mà niệm chú để cho nó bò tới nó cắn ông chết rồi thì yên thân để về thì tức chết. Cho nên Đức Phật mới nói đời tranh chấp với ta chứ ta không tranh chấp nữa. Nên là Đức Phật thấy tần tu lầu thường la ca diếp khổ sở như vậy, đệ tử ông khổ sở theo như vậy, tất cả các cái giả tâm này đó đều bộc phát lên tới đỉnh cao, chỉ còn có nghĩ cách là phải giết Đức Phật thôi chứ không có cách nào cả.
Nhưng mà thường ở trên cuộc đời này thì khi có người nào nghĩ giết mình thì mình giết lại. Nhưng mà đây là cái câu nói của Đức Phật, lấy ân báo oán. Nên là lấy ân báo oán chứ đừng bao giờ lấy oán báo oán. Lấy oán báo ân thì không lên rồi. Nhưng mà người đời thì thường thường lấy oán báo oán. Đức Phật lại nói thêm cái lấy ân báo oán. Lấy ân báo oán là chính ở trong đầu. Thì lấy ân báo oán bằng cách nào? Bây giờ đó, Đức Phật một mình bác đi tới tu viện của Cô Lầu Thành La Ca Diếp. Cho nên khi mà Đức Phật đi tới đây đó, là Cô Lầu Thành La Ca Diếp rất là vui mừng, thầy trò rất là vui mừng, sung sướng quá rồi. Nên tự nhiên cụ rằng tới đây nộp mạng. Nên Đức Phật đi tới có một mình thôi, còn mình đây tới 500 thầy trò chẳng lẽ thua không? Mà còn thêm bộ bày rắn hổ mang nữa, đủ sức chiến đấu chứ. Cho nên đây là nói cụ đàm tới nộp mạng, cho nên rất là vui mừng. Cho nên rất vui mừng, nhưng mà Đức Phật vẫn thanh thản. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta làm sao mà luyện cho được cái nét mặt thanh thản. Trước cái sự hiến dâng của tầng bà Sa La, Đức Phật cũng thanh thản vô tư. Nhưng mà bây giờ trước cái đe dọa của 500 đạo sĩ với một bầy hổ mang này đó, mà Đức Phật cũng thanh thản vô tư. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tập cho được cái điều này ở trên bước đường tu của ta. Nếu mà chưa được thì chúng ta phải được một chừng mức nào đó, chúng ta sẽ thấy có kết quả. Ở đây kinh nghiệm bản thân tôi nhé. Cái năm mà tranh đấu 63, cái năm tranh đấu 63 đó, nên đầu tiên tôi bị hốt tên vô địch cát chùa sáu. Nên tôi thấy mấy thầy kia vừa sợ vừa buồn vừa khóc. Tôi tập thân thản. Trong đời tôi không có thể nghĩa gì. Nhưng mà khi mà chúng ta giữ được cái thanh thản á, giữ được cái thanh thản thì nó có nhiều cái lợi chúng ta vô cùng. Dù chưa làm Phật, chưa thành thánh, nhưng mà từ cái chỗ thanh thản đó làm cho mọi người nhìn chúng ta với một cái thái độ khác. Nên chúng ta sợ thì chúng ta cũng không khỏi. Chúng ta sợ chúng ta cũng không khỏi. Cho nên tập thanh thản. Cho nên khi mà thanh thản như vậy đó, sáng hôm sau thì lúc bây giờ công an nó mới dắt thầy cái ngửa vô để nhìn mặt, vô nhìn mặt từng người. Cho nên khi mà thầy cái ngửa thấy tôi đi ngang qua đó, là thầy cái ngửa chỉ thì như vậy nên là nó tính được rồi. Mấy thầy ở bên này cũng mới nhìn thấy là tôi bị bắt đi nên mấy thầy buồn, mấy thầy thương. Tôi cảm thấy trong lòng mình ái mộ. Ít nhất thì mình bị bắt nhưng mà anh em còn thương mình. Nên trên cuộc đời tu hành tôi tâm đắc nhất là gì? Mình bị bắt, mình bị khổ nhưng mà người khác thương mình ấy, thì cái đây là điều tốt cho mình. Còn mình được sung sướng, được an toàn mà mọi người ghét mình ấy, thì cái này không bao giờ tốt. Cái kinh nghiệm tu tôi được. Cho nên khi mà mình bị bắt đi, anh em thương mình, họ nghĩ rằng cái này rất là nguy hiểm. Trong cái lúc đó, nó tâm tồn thành thật. Khi mà đưa về tổng nha, đưa về tổng nha thì đem vô rồi nhốt. Đứng ở ngoài nhìn vô ở trong cái chỗ mà nhốt người thì giống như là chuồng khỉ. Toàn là song sắt không, tất cả những cái người mà ngồi trong này, một cái phòng nhỏ xíu như vậy mà mấy chục con người ta ngồi bu chung quanh chuồng thân. Nóng bức quá thành ra ai cũng ở trần mặt cuối cùng. Anh em mình sửa sản chung vô chỗ này, nhưng mà tôi cũng tập cho mình có cái thanh thản, vô đây cũng không sao. Thì cái ông mà dắt tôi đi vô để mà bỏ vô đây, ông nhìn ông thấy cái chỗ thanh thản của mình, cái không sợ của mình, tự nhiên ông khởi lên cái yêu thương. Mà nó thôi, không ngồi đây, trong đó chật lắm rồi. Tức là ngồi ở ngoài cửa này thôi,
nhưng mà đừng có đi. Ngồi cửa khám chứ còn khỏi nhốt thì khám. Chật lắm, ở trong đó chật lắm, không ngồi đây. Cho nên từ cái chỗ thanh thản của mình đó mà làm cho người khác thương mình. Cho nên tôi phát hiện ra cái điều tu hành là không. Tập được cái thanh thản thứ nhất nha, là anh em đồng tu thương. Bây giờ cái thanh thản thứ hai này nha, là những người quá nghịch với chúng ta cũng thương thôi. Cho nên trong cái khoảng thời gian mà tôi ở tù ở trong cái mùa trận đấu sau ba, tôi có kinh nghiệm như vậy. Cho nên ta càng thanh thản thì ta nhận được những cái tốt lành. Còn chúng ta sợ hãi, chúng ta cũng không khỏi. Chúng ta bực tức buồn phiền ấy, thì lúc bây giờ chúng ta càng bị khổ thêm lên. Nhưng mà ta bực tức, chúng ta chửi bới nó thì nó bị giá, nhưng mà nó hành hạ chúng ta nhiều hơn được. Còn chúng ta van xin lại lục thì nó lại khinh dễ chúng ta, nó đối xử xa tệ hơn. Cho nên không van xin lại lục cũng không quán hận buồn phiền, tập cái tâm thanh thản hay là tâm người tu. Ta chưa được nhiều Phật thì mà ít nhất ở đây chúng ta làm ra đệ tử của Đức Phật. Đây là cái điều mà quan trọng trong cái đường tu nghiệp. Cho nên khi mà Đức Phật một mình một bóng đi tới tu viện của tu lầu Tần La Ca Diếp, Ngài thanh thản. Cho nên Ngài thanh thản và tự nhiên. Thì bây giờ Ngài thanh thản tự nhiên, Ngài tới đây trong lúc tất cả những người này chỉ có một ý là muốn giết Ngài thôi. Nhưng mà giết Ngài để làm gì? Để đoạt tịnh xá Phúc Lâm chứ còn gì nữa. Và bây giờ nó muốn đoạt của mình cho nên nó phải giết mình. Cho nên trên bước đường tu cho mấy thầy nó nhẹ đây. Tại vì nó muốn đoạt của mình cho nên nó giết mình. Thì bây giờ nữa, chúng ta giao cho nó là nó giết. Tại vì câu chuyện này nhé, của Đức Phật đây nhé, mà ta diễn tả khác một vị thiền sư nào đó tôi quên tên rồi. Khi có một cái tên cướp đó, nó tới nó sẽ sẵn giết Ngài. Cho nên Ngài mới say ra, Ngài nói với nó đó, đó là tôi thiếu tiền ông chứ không phải là tôi thiếu mạng. Thành ra Ngài đưa cái túi bạc đó, cho nó ôm đi, nó không giết Ngài. Cái này thì thật. Tại vì nó muốn lấy cái túi bạc ra mà nó mới giết mạng chúng ta. Bây giờ giao túi bạc cho nó thì cái trường hợp này nó không giết ta được. Ưu lầu Tần La Ca Diếp vì ganh tức với Đức Phật là vì ganh tức cái Trúc Lâm này. Ganh tức cái chỗ này thôi. Nên Đức Phật nhẹ nhàng nói, tôi là tu chân thành Sa Môn, cho nên không thích chỉ cất giữ tiền của, không quản lý sự vật. Mà Ngài ở đây là có tu viện lớn, có người giúp việc đông, cho nên bây giờ Ngài đưa người sang quản lý dùm cái Trúc Lâm này. Đây là trên bước đường hơn nhau. Chỉ có một cái đó là Đức Phật nó đem giao cái Trúc Lâm này cho Ưu Lầu Tần La Ca Diếp đó. Thành Ưu Lầu Tần La Ca Diếp giật mình. Thành Ưu Lầu Tần La Ca Diếp giật mình, không ngờ trên đời có con người như vậy. Cho nên Ưu Lầu Tần La Ca Diếp sụp xuống lại Đức Phật ta lại, xin làm đệ tử. Xin làm đệ tử, rồi thực tế là Đức Phật giao cái Trúc Lâm này cho Ưu Lầu Tần La Ca Diếp quản lý và đưa luôn cả 500 đồ đệ của Ưu Lầu Tần La Ca Diếp về để quản lý. Cho nên Đức Phật đầu tiên mà có đến 500 đệ tử đó này. Em quý thầy thấy chuyện tu hành của Đức Phật, người ta là đệ tử Đức Phật, ta suy nghĩ về chuyện để sau này để chúng ta ra làm. Nó đã hàng phục được ngoại đạo cách đơn giản như vậy, tự nhiên như vậy, có 500 đệ tử. Rồi đến cái khi mà quốc sư Tu Lầu Tần La Ca Diếp làm đệ tử Đức Phật thì hai ông em của ông ta, mỗi một ông đó là coi một tu viện 250 tu sĩ ở đây. Nghe nói anh mình bây giờ đi theo Phật rồi nữa, thì lúc bây giờ nó cũng hai ông dẫn thêm 500 đệ tử đi tới quy y theo Đức Phật nữa. Cho nên chỉ trong một ngày mà Đức Phật độ được 1000 đệ tử xuất gia.
Đấy là sự thật. Cái tâm của Đức Phật như thế, cho nên cảm hóa con người, đổi cái người ác mà trở thành người thiện, đây là cái việc quan trọng. Nếu tâm chúng ta thiện thì lúc bây giờ biến cái tâm ác của người cũng trở thành thiện. Ác gặp với ác thì nó nhân gấp đôi, nhưng mà ác gặp với thiện thì cái trường hợp này nó phải thua. Cho nên ta nói là dập tới bồ đề là dập tay này, đúng không? Đây là sự thật, Đức Phật chúng ta đã làm được. Rồi những khi mà Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên nghe nói Ưu Lầu Cần La Ca Diếp ba anh em đều đi theo Đức Phật làm đệ tử hết, thì Ngài Xá Lợi Phất nó vốn đã nể Ưu Lầu Cần La Ca Diếp là quốc sư, cho nên trên đời này ai cũng mà không nể quốc sư. Quốc sư tức là thầy của vua, mà ta ở trong cái nước đó thì trường hợp đương nhiên ta nể công này. Ta nên nể Ưu Lầu Cần La Ca Diếp, mà bây giờ nghe Ưu Lầu Cần La Ca Diếp đi theo Phật rồi, cho nên Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên cũng dắt hết đồ đệ của mình tới quy y với Đức Phật làm đệ tử. Cho nên cái số đệ tử ban đầu của Đức Phật có trong vòng 3 ngày mà đã có được 1.200 vị vì là hán vị hết. Đây là cái sự thật ở trong lịch sử, chứ không phải là cái chuyện mà tưởng tượng. Cho nên Đức Phật tu hành chứng quả giáo hóa chúng sanh, cái này rất là thật. Nếu chúng ta nghiên cứu, chúng ta thực tập, chúng ta áp dụng, thì nếu chúng ta chưa được Đức Phật thì chúng ta ở được một mức độ nào đó rồi đó là lần chúng ta sẽ gần được. Nên thời gian nó không nhiều, tôi tới đây thăm gợi một ý nhỏ như vậy, mong chư tôn đức suy nghĩ để chúng ta đi đúng cái con đường mà Đức Phật đã đi, và trong tương lai thì chúng ta gặp nhau ở một giao điểm, đó là vô thượng bồ đề. Cầu công ân tâm bảo gia hộ cho chư tăng luôn được an lành trong mùa tháng tư Phật lịch 2547. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.